Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam là một trong năm nhà tù lớn nhất với nhà báo. Thống kê thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, viết tắt là ESF, một tổ chức bảo vệ quyền tự do thông tin có trụ sở tại Paris, Pháp, công bố vào hôm 14 tháng 12 cho biết Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia được coi là nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo. Báo cáo mới nhất của tổ chức ESF Phóng viên Không Biên Giới cho biết, tính đến tháng 12 năm 2020, tổng cộng có 387 phóng viên vẫn ngồi tù chỉ vì hành nghề báo chí. Đây là hình ảnh, bản đồ thể hiện 5 quốc gia bỏ tù nhà báo nhiều nhất, trong đó Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4. Theo tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, số lượng nhà báo bị bỏ tù trên thế giới vẫn ở mức cao trong lịch sử so với con số 389 vào năm 2019. Nhìn chung, tổ chức này cho biết số lượng nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp bị giam giữ đã tăng 17% trong 5 năm qua, từ con số 328 ghi nhận được vào năm 2015. Cũng giống như năm ngoái, hơn một nửa số nhà báo tương đương, tức là 61% bị giam cầm là tập trung ở 5 quốc gia. Nhiều nhất là tại Trung Quốc có 117 người, tiếp đến là Ai Cập 30 người, ở Ả Rập Xê Út 34 người, Việt Nam 28 người, và Syria 27 người. Báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng chỉ rõ, tại Việt Nam, nơi có 7 nhà báo chuyên nghiệp và 21 blogger đang bị giam cầm, các giới chức đã tiến hành một làn sóng bắt giữ mới vào tháng 5 và tháng 6 năm 2020, nhiều khả năng vì lý do Đại hội Đảng Cộng sản sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Trong bảng xếp hạng tự do báo chí thế giới hàng năm, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng xếp Việt Nam ở hạng thứ 175 trên tổng số 180 nước được khảo sát, đứng chung cuối bảng với chính quyền Cộng sản Việt Nam là những nước độc tài khác là Trung Quốc, Lào, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, báo chí nhà nước Việt Nam chỉ là công cụ tuyên truyền một chiều của Đảng Cộng sản. Nguồn tin tức độc lập duy nhất mà mọi người có thể tiếp cận được là từ những nhà báo độc lập phổ biến, chia sẻ thông tin trên các mạng xã hội. Bởi vậy, những người này thường xuyên bị lực lượng an ninh cộng sản sách nhiễu, đánh đập, khủng bố và bỏ tù. Để biện minh cho các vụ bắt giam và bỏ tù, Hà Nội viện dẫn các điều khoản mơ hồ trong bộ luật hình sự của chế độ như tuyên truyền chống nhà nước hoặc là hoạt động nhằm lật đổ, hay nhẹ hơn thì lợi dụng các quyền tự do dân chủ với các bản án rất dài. Bản báo cáo còn ghi nhận năm 2020 đã được đánh dấu bằng vụ bắt giữ những nhà báo nổi tiếng như nhà báo Phạm Đoan Trang ở Việt Nam. Đây là ảnh chụp màn hình với hồ sơ bạo lực của nhà nước đối với các blogger và nhà báo tại Việt Nam trên trang web của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tiếp tục nhận định, việc bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang, người được trao giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vào năm 2019, hạng mục ảnh hưởng vào tháng 10 vừa qua, đã khẳng định việc chính quyền Việt Nam đang áp dụng một chính sách khắc nghiệt hơn nhiều. Bà Trang, người bị Công an Việt Nam bắt giữ vào hôm 6 tháng 10, cũng đồng thời là nhà hoạt động xã hội dân sự bị cáo buộc về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng nhận định rằng bà Trang là một trong nhà báo nổi bật nhất trong năm bị bắt giữ. Không lâu trước khi bà bị bắt, bà Trang, người đồng sáng lập Luật Khoa Tạp Chí, đã cho xuất bản báo cáo đồng tâm về điều tra của bà đối với vụ đụng độ giữa công an và người dân làng Đồng Tâm diễn ra trong vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm qua. Ngay trước đó, vào hôm 7 tháng 12 năm 2020, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã khởi động một chiến dịch kêu gọi trả lại tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Tổ chức này cũng đang bắt đầu chiến dịch bằng một thỉnh nguyện thư và một video, trong đó là những nhà báo Việt Nam sống ở nước ngoài lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho người mà Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới gọi là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do thông tin ở Việt Nam. Trong video có tên Free Phạm Đoan Trang và Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới công bố trong chiến dịch này, các nhà báo, blogger và những người bạn của bà Trang hiện đang sống ở Pháp, Đức, Đài Loan và Mỹ với lợi thế sống lưu vong để nói về những gì mà những người đồng hương của họ ở Việt Nam không thể nói ra mà không bị nguy cơ đối diện các án tù lâu dài.
Đây là hình ảnh chụp màn hình video có tên Free Phạm Đoan Trang do tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch đòi tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Một trong những người được tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phỏng vấn trong video này là luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang sống lưu vong ở Đức sau khi được thả sớm hơn thời hạn ở bản án tù 15 năm vào năm 2018. Đã nhận định Phạm Đoan Trang là một trí thức gắn bó với đất nước, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhân quyền và đánh động ý thức chính trị của nơi người dân. Cũng từ nước Đức, ông Lê Trung Khoa, phụ trách trang Thời báo.de cũng khẳng định bà Phạm Đoan Trang chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận đã được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo. Còn blog cực Trần Thị Nga, người bị chính quyền Việt Nam kết án 9 năm tù trước khi được thả ra để sang Mỹ sống lưu vong, nói trong video của tổ chức Phóng viên Giới rằng hiện tại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dùng một điều luật hết sức là mơ hồ để nhét cô Trang ở trong chốn ngục tù. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền và đặc biệt là vi phạm đạo đức của con người. Ông Trịnh Hữu Long, đồng sáng lập luật khoa tạp chí The Vietnamese đang ở Đài Loan cho rằng Đan Trang là một trong những nhà báo có nhiều tác động nhất, nằm trong số những nhà hoạt động can đảm và hiệu quả nhất. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng khởi động lấy chữ ký cho một thỉnh nguyện thư, trong đó yêu cầu Chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Mục đích của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới khi phát động thỉnh nguyện thư này là nhằm tránh cho Phạm Đoan Trang bị án tù lâu dài bằng cách gây áp lực lên chính phủ Việt Nam. Daniel Bastard, người đứng đầu Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói trong thông cáo ra hôm 7 tháng 12 rằng nhờ sự dũng cảm và sự hào phóng của mình, Phạm Đoan Trang đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh nhằm mang lại nền báo chí độc lập và đáng tin cậy cho những người dân Việt Nam. Vào hồi tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nhận định rằng chính phủ Việt Nam đang tăng cường trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến ngay trước kỳ họp của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Đây là những bức ảnh về 6 nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến do Tổ chức Nhân quyền Quốc tế tổng hợp, bao gồm ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Thành, Trần Đức Thạch, Đinh Thị Thu. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cũng ra thông cáo đề nghị chính phủ Nhật Bản ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch cung cấp hỗ trợ tài chính cho Bộ Công an Việt Nam về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của cơ quan này. Thông cáo của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế nêu rõ, vào hôm 19 tháng 10 năm 2020, Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố khoản tài trợ 300 triệu yên, tương đương với 2,8 triệu đô la Mỹ, cho Bộ Công an Việt Nam để mua trang thiết bị chống khủng bố. Theo Tokyo, khoản tài trợ trên để giúp tăng cường các biện pháp chống khủng bố và giữ gìn trật tự công cộng, ổn định xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo lời của ông Philip Robertson, Phó Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này, cung cấp thiết bị cho Việt Nam dưới vỏ bọc chống khủng bố và bảo vệ trật tự công cộng sẽ chỉ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho Công an Việt Nam đàn áp những người biểu tình ôn hòa một cách khốc liệt hơn. Trong khi ở Bộ Công an Việt Nam là đối tượng chủ yếu vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống với các tra tấn, ngược đãi các nghi can hình sự, cũng như các nhà hoạt động nhân quyền ở đây. Ông Robertson nói trong thông cáo, những người đóng thuế cho chính phủ Nhật Bản cần yêu cầu chính phủ của mình đề cao các nguyên tắc nhân quyền trong các chương trình tài trợ ở nước ngoài, bắt đầu bằng việc hủy bỏ gói tài trợ này cho cơ quan cấp bộ của Việt Nam xâm phạm nhân quyền nặng nề nhất. Thông cáo của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế cũng dẫn ra một số trường hợp nghi can, hình sự hay tù chính trị, những người bị giam giữ chỉ vì thực hành hoặc đòi các quyền cơ bản một cách ôn hòa, đã bị Công an Việt Nam tra tấn ngược đãi trong những năm gần đây. Báo cáo thường niên của tổ chức Civicus Monitor, tổ chức toàn cầu chuyên theo dõi không gian chính trị và xã hội dân sự mới đây, cũng xếp Việt Nam vào nhóm đóng cửa đối với xã hội công dân. Đây là hình ảnh bản đồ thế giới xếp hạng 196 nước theo 5 nhóm: cởi mở, thu hẹp, ngăn trở, hạn chế hoặc đóng cửa. Trong việc tôn trọng các quyền tự do căn bản mà tổ chức Civicus Monitor thực hiện, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm đóng cửa, tức là mức độ thấp nhất. Báo cáo cũng ghi nhận việc tôn trọng các quyền tự do căn bản tại 1.196 nước được xếp vào 5 nhóm: cởi mở, thu hẹp, ngăn trở, hạn chế và đóng cửa. Tổng cộng năm nay chỉ có 13% dân số thế giới sống tại các nước cởi mở và thu hẹp, cho thấy không gian chính trị đang xấu đi trên thế giới. Riêng tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương,
chỉ có Đài Loan được đánh giá là cởi mở, có 9 nước xếp hạng ngăn trở, 9 nước thu hẹp và 4 nước gồm Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên được coi là đóng cửa với xã hội, công dân. Theo báo cáo, mỗi nước có cách chấn áp khác nhau. Một số chính phủ gia tăng các vụ tấn công trực tiếp vào xã hội dân sự, sách nhiễu các nhà hoạt động, dẹp biểu tình hay hành hung những người phản kháng, nhà báo, blogger. Số khác đàn áp dưới vỏ bọc hợp pháp thông qua những đạo luật hà khắc để ngăn cản những người bất đồng chính kiến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Năm, 17 tháng 12 năm 2020 với bản tin Tổ chức Phóng viên Báo chí Thế giới cho rằng Việt Nam là một trong năm nhà tù lớn nhất với nhà báo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.